À, mình tên Kiệt, mình đã tốt nghiệp Diploma of IT ở James Cook, Singapore. Sắp tới mình sẽ đi Úc du học ở đi kèm ngành Bachelor of Cybersecurity. Ban đầu chọn sinh là vì cái điểm ở Bách Khoa mình không được tốt lắm, tại vì lúc mà học đại học 12 xong thì mình định thi y nhưng mà thiếu nửa điểm cái học Bách Khoa, xong rồi chọn một cái ngành không thích nên lúc học được một khoảng thời gian thì điểm không tốt. Lúc đó bắt đầu mới chuyển qua Úc thì bên Baynet có làm với mình thì nói là hồ sơ được tốt nên đi xin học một thời gian rồi điểm nó cao hơn rồi đi xin đi Úc cho nó dễ. Ban đầu là lý do du học là do hồi lúc trước học Bách Khoa là chương trình em học đó là chương trình quốc tế, thì học ở đây 2 năm ở Úc 2 năm, xong rồi lúc đó xong thì điểm không tốt mới đầu mới tính tiếp. Thật ra hồi lúc mà em thi đại học thì em có định hai ngành là IT với lại Y, nhưng mà xong Y không đủ điểm cái gia đình mới hướng học về bên dược ở trong Bách Khoa, sau một thời gian mà thấy không hợp nên mới bắt đầu quay lại với IT. Thấy học ở Sing nó đỡ hơn ở Việt Nam. Tại vì lúc em học Bách Khoa thì một kỳ phải học tới mười mấy môn, nên rồi những cái môn nó không hề liên quan tới ngành học của mình luôn. Còn lúc mà qua Sing bắt đầu thì lúc mới vô thì đã học luôn chuyên ngành của mình rồi, thì cảm thấy nó có sự hào hứng nhất định hơn. Với lại chương trình học nó không có ép như bên Việt Nam, là nó cho mình tự học, rồi lúc mà thi thì mình sẽ cứ đọc theo mấy cái slide, rồi có gì không biết thì giáo sư rất là nhiệt tình, mình có hỏi họ được. Còn bên Việt Nam thì em thấy hơi khó để tiếp xúc với giáo viên. Vui lắm, chờ suốt 2 tháng trời. Giống như lúc mà em làm hồ sơ thì lúc mà làm hồ sơ thì lúc mà đánh không kỹ á, xong rồi nói chung nó cũng hơi rắc rối tí nên visa nó hơi lâu. Mình cũng làm cho chị Lam hơi nhức đầu tí. Hướng là sẽ tốt nghiệp điểm tốt tốt để có thể đi xin việc ở bên Úc, rồi hướng là sẽ giảm cân. Mới đầu em cũng đi tìm hiểu mấy cái chỗ là agent làm hồ sơ, thì có một số anh chị giới thiệu các cái IDP rồi, nhưng mà lúc mà em lên em tự tìm hiểu thì lên YouTube em coi thì em thấy INET rất là họ mấy cái agent của trường rất là tốt nên quyết định xuống thử. Các chị rất là dễ gần, nhiệt tình, vui vẻ. Nếu bạn thấy hay hãy bấm like, share. Nếu muốn biết thêm thông tin hãy bấm vào subscribe và nhớ nhấn vào cái chuông để được thông báo nhé.